Sáng ngày 19 tháng 11, trong trận đấu thuộc vòng loại Euro 2024, đội tuyển Hà Lan đã đối đầu với đội tuyển Ireland được đánh giá yếu hơn. Mục tiêu của Hà Lan là giành 3 điểm để tạo khoảng cách với đối thủ bám đuổi Hy Lạp trước lượt trận cuối cùng, từ đó đảm bảo tấm vé chính thức tới Đức vào năm sau. Đội chủ nhà Hà Lan đã nhanh chóng ghi bàn mở tỷ số ở phút 11 do công của Wout Weghorst. Trong hiệp 2, Hà Lan tiếp tục kiểm soát trận đấu và tạo ra gần 20 cơ hội ghi bàn, nhưng không thể tìm thấy thêm bàn thắng. Kết quả cuối cùng là 1-0, giúp tuyển Hà Lan vượt qua đối thủ trực tiếp Hy Lạp với 3 điểm. Chỉ cần tránh thua ở lượt đấu cuối cùng, Hà Lan sẽ chính thức đoạt vé tới vòng chung kết Euro 2024 mà không cần quan tâm đến kết quả của các trận đấu khác. Trong trận đấu khác, đội tuyển Pháp đã đảm bảo vé tới Đức vào năm sau khi đánh bại đối thủ yếu Gibraltar với tỷ số 14-0 và đứng đầu bảng B với 21 điểm. Các kết quả khác bao gồm Israel 1-2 Rumani, Thụy Sĩ 1-1 Kosovo, Belarus 1-0 Andorra và Latvia 0-2 Croatia. Trong lĩnh vực cá nhân, cầu thủ trẻ Lamine Yamal của Barcelona đã được tôn vinh tại giải cậu bé vàng 2023, được xem như thần đồng trẻ hơn cả Messi thời trẻ. Jude Bellingham của Real Madrid đã giành giải thưởng cậu bé vàng 2023 với 97% số phiếu bầu từ ban giám khảo. Lamine Yamal đang tỏa sáng tại Barcelona trong mùa giải này khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận tại La Liga ở tuổi 16 và 87 ngày. Trước khi gia nhập đội 1 của Barca, Lamine Yamal đã được đánh giá cao hơn cả huyền thoại Lionel Messi dựa trên thành tích 357 bàn thắng trong 249 trận ở các cấp độ đội trẻ của Barca từ năm 2014. Tuy nhiên, đội tuyển Thái Lan đã có một khởi đầu thất vọng trong vòng loại World Cup 2026 khi để thua trước Trung Quốc, đồng thời phải đối mặt với việc ngôi sao số 1 Chanathip Songkrasin gặp chấn thương mắt cá chân và Pansa Himawimun rời sân do vấn đề về đầu gối. Cả hai sẽ vắng mặt trong trận đấu với đội tuyển Singapore, nhưng hy vọng vẫn nảy lên rằng tuyển Thái Lan có thể giành chiến thắng dễ dàng. Cuối cùng, theo Gipmesport, Casemiro không có ý định rời Manchester United vào tháng 1, nhưng có khả năng rời đi vào cuối mùa giải khi có lời đề nghị hợp lý từ các câu lạc bộ Ả Rập Saudi. Manchester City đang đối diện với mối lo lắng lớn khi tiền đạo chủ lực Erling Haaland có khả năng sẽ vắng mặt trong trận đấu giữa đội tuyển Na Uy và Scotland tại vòng loại Euro 2024. Trong một trận đấu giao hữu gần đây, Haaland đã trải qua một chấn thương nghiêm trọng ở mắt cá chân. Dù anh vẫn thi đấu cho đến khi kết thúc trận đấu nhưng sau đó phải rời sân ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Sự vắng mặt của Haaland có thể là mất mát lớn đối với Manchester City, bởi anh là chân sút hàng đầu của đội với 17 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này. Trong một sự kiện thể thao khác, Novak Djokovic đã tạo ra bất ngờ khi đánh bại tài năng trẻ Carlos Alcaraz trong trận bán kết của giải ATP Final. Djokovic và Alcaraz đã cống hiến một trận đấu đầy kịch tính, nhưng tay vợt kinh nghiệm người Serbia đã chiến thắng với tỷ số 2-0, 6-3, 6-2. Djokovic này đã chắc chắn giành quyền vào trận chung kết, nơi anh sẽ đối đầu với Jannik Sinner của Ý để cạnh tranh danh hiệu. Trong lĩnh vực cầu lông, vào ngày 18 tháng 11, đã diễn ra trận chung kết đơn nam tại giải cầu lông các tay vợt xuất sắc quốc gia 2023. Trong cuộc đối đầu, tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã gặp tay vợt Tiến Tuấn. Set 1 đã diễn ra vô cùng kịch tính và Nguyễn Tiến Minh đã giành chiến thắng 21-16. Tuy nhiên, Tiến Tuấn đã trả đũa bằng chiến thắng 21-18 trong set 2 và trong set thứ 3 đầy kịch tính, Tiến Tuấn đã giành thắng lợi 21-16, qua đó giành chiến thắng 2-1 và đoạt huy chương vàng đơn nam tại giải đấu quan trọng này.